Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho mấy em bài 48, đó là bài mắt. Và sau bài này thì các em sẽ học là bài mắt cận, mắt lão, kính lúc. Như vậy mắt cận, mắt lão, kính lúc là những ứng dụng của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Vì thế, để hiểu nội dung những bài này, các em cần phải vận dụng các kiến thức mà mình đã học ở bài thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ. Từ cái đặc điểm của thấu kính, các tia sáng đặc biệt qua thấu kính, cách dựng ảnh tạo bởi các thấu kính, cũng như tính chất của ảnh tạo bởi các thấu kính. Như vậy là mình phải vận dụng, hiểu được thì các em mới hiểu được những cái bài như là bài mắt, mắt cận, mắt lão hoặc là kính lúc. Đây là cái hình về cấu tạo của mắt, em quan sát. Và trong cái bài hôm nay thì ta sẽ học lần lượt những cái nội dung. Thứ nhất, cấu tạo của mắt. Thứ hai, sự điều tiết. Và thứ ba, điểm cực cận, điểm cực viễn. Ngoài việc các em theo dõi cái đoạn video hôm nay thì thầy cũng yêu cầu các em mở sách giáo khoa ra trang 128 để mà dựa vào nội dung trong sách giáo khoa, dựa vào những cái câu C khi thầy hỏi thì các em trả lời. Phần thứ nhất, cấu tạo của mắt. Em quan sát mắt gồm có những bộ phận nào, bộ phận quan trọng nào, thì rõ ràng thầy đã minh họa trên hình thì mắt gồm hai bộ phận quan trọng, đó là thể thủy tinh và màng lưới. Thì hai bộ phận này, đây là hai bộ phận quan trọng của mắt. Ngoài ra còn những bộ phận khác thì lát nữa đây các em xem thêm cái hình các em sẽ hình dung. Thế thì trong hai bộ phận này thì cái bộ phận nào đóng vai trò như là một thấu kính hội tụ và tiêu cự của nó có thay đổi được không? Thì các em nhìn cái hình này, các em thấy cái thể thủy tinh nó có hình dạng giống như thấu kính hội tụ, nó có phần giữa dày hơn phần rìa. Thì thế này, như vậy thể thủy tinh có vai trò như là một thấu kính hội tụ. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là gì? Là thể thủy tinh của mắt là một chất mềm trong suốt, nó có thể phồng lên hoặc là dẹt xuống. Chính vì thế tiêu cự của thể thủy tinh thay đổi được. Bộ phận thứ hai là màng lưới, nó nằm ở đáy mắt. Thì cái màng lưới là nơi mà khi mà ta quan sát một vật thì ảnh của vật qua thể thủy tinh sẽ hiện rõ trên màng lưới. Vậy ta có thể xem như là cái màng lưới là một cái màng, là một cái màn để hướng ảnh của vật khi ta quan sát. Còn thể thủy tinh xem như là một thấu kính hội tụ. Đó là hai bộ phận quan trọng của mắt. Em xem thêm về cái cấu tạo của mắt qua cái hình này sau đây. Thì ta thấy là ngoài thể thủy tinh và màng lưới thì mắt còn có những bộ phận khác. Những bộ phận khác. Thì những cái bộ phận này nếu xét về mặt quang học thì nó tương đương như là những thấu kính hội tụ. Như vậy, các bộ phận của mắt đó là một thể các thấu kính, nó phức tạp. Còn ở chỗ màng lưới thì các em thấy cái vị trí này là dây thần kinh thị giác, thì cái điểm này rất nhạy với ánh sáng. Và khi mà các em nhìn một vật, ảnh của vật nó hiện rõ trên đây thì nhờ các đầu dây thần kinh thị giác nó sẽ đưa tín hiệu lên não để mà ta nhìn rõ, để ta nhận biết được ánh sáng, ta nhìn thấy vậy. Các em quan sát đường đi của tia sáng khi ta nhìn một vật. Khi ta nhìn rõ vật này thì ảnh của vật sẽ hiện đúng trên màng lưới. Như vậy là từ vật này tia sáng sẽ đi thẳng qua quang tâm đến màng lưới.
thì gặp bạn nữ ở đâu đó chính là ảnh muốn biểu diễn thêm cái tiêu điểm của thể thủy tinh, thì các em dùng tia song song với trục chính, thì cái tia ló sẽ đi qua ảnh và cắt trục chính tại tiêu điểm. Như vậy khi mà ta vẽ hình về mắt, về đường đi của tia sáng qua thể thủy tinh và qua màng lưới, thì thầy cũng nhắc trước, thì cái thể thủy tinh này các em vẽ như là một thấu kính hội tụ, còn cái màng lưới này các em vẽ như là một cái màng hình ảnh, rồi các em vẽ đường đi tia sáng bình thường. Ảnh của vật mà ta nhìn thấy được sẽ hiện rõ trên màng lưới. Ta sang phần thứ hai, sự điều tiết của mắt. Sự điều tiết là gì? Đó là một cái quá trình xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Các em đọc cái thông tin này trước rồi thầy giải thích sau. Sự điều tiết là sự thay đổi độ cong của thể thủy tinh. Như là thầy đã nói từ phần cấu tạo, thể thủy tinh nó có thể phồng lên hoặc dẹt xuống. Như vậy nó thay đổi được cái độ cong, và nhờ đó tiêu cự thay đổi. Và mục đích của sự thay đổi tiêu cự này là để làm cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màn lưới. Đó là quá trình điều tiết. Thì để hiểu rõ hơn về quá trình này thì ta đọc câu C2 trang 129 sách giáo khoa. Ta đã biết khi vật càng xa thấu kính hội tụ thì ảnh thật của vật nằm càng gần với tiêu điểm của thấu kính. Thì cái phần bài tập vẽ hình đó thì các em đã vẽ, đã dựng ảnh được khi vật ở xa, khi vật ở gần. Thì khi mà vật càng ở xa thấu kính thì ảnh của vật nằm càng gần với tiêu điểm. Vậy em hãy cho biết tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở xa và các vật ở gần khác nhau như thế nào? Cho biết khoảng cách từ thể thủy tinh của mắt đến màn lưới là không thay đổi. Thì cái câu C2 này người ta muốn cụ thể hơn để các em hiểu rõ hơn về cái quá trình mắt điều tiết. Đó là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh. Trường hợp thứ nhất, nếu vật đặt gần mắt thì cách dựng ảnh thì thầy đã nói, từ điểm sáng các em vẽ tia tới qua quang tâm và tia đó gặp cái màn hướng ảnh, ở đây chính là màn lưới. Như vậy lúc đầu khi vật đặt ở gần mắt thì tiêu điểm của thể tinh nó nằm ở đây, vị trí này. Và bây giờ khi vật đặt ở xa mắt, giờ vật ra xa, khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là không thay đổi. Các em cũng vẽ hình dựng tia sáng tương tự như cái hình ở trên. Như vậy thầy vẽ hai cái đường đứt nét này để các em so sánh cái tiêu cự thể thủy tinh khi nhìn vật ở gần và khi nhìn vật ở xa. Thì rõ ràng các em thấy khi nhìn vật ở xa thì tiêu cự thể thủy tinh nó dài hơn so với khi nhìn vật ở gần. Khi vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự thể thủy tinh càng dài. Ngược lại, khi vật đặt càng gần mắt thì tiêu cự của thể thủy tinh càng ngắn. Sang nội dung thứ ba, điểm cực cận, điểm cực viễn. Cận nghĩa là gần và viễn là xa. Như vậy hai khái niệm này nó khác nhau như thế nào thì các em nhìn trên màn hình để đọc cái thông tin. Điểm cực viễn, ký hiệu điểm này là điểm CV, là điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không phải điều tiết. Như vậy xa mắt nhất là ở vị trí nào? Thì đối với mắt bình thường, những người nào mà nhìn được vật xa mắt từ 5 mét trở đi, trở ra xa đó, thì người ta nói điểm cực viễn của người đó ở rất xa, ở vô cực.
Và khi ta nhìn vật ở điểm rất xa này thì mắt ta không phải điều tiết, tức là mình nhìn một cách hoàn toàn thoải mái, không có bị mỏi mắt, mắt không phải điều tiết. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn, đây là khoảng cách OCV. Thì cái O này chính là cái quan tâm của thể thủy tinh. Khi nhìn vật ở điểm cực viễn, mắt không điều tiết, và lúc này thể thủy tinh dẹt xuống tiêu cự dài nhất. Điều này là thầy đã nói từ cái phần trước là sự điều tiết đó. Khi nhìn vật ở xa thì tiêu cự thể thủy tinh dài hơn khi nhìn vật ở gần. Như vậy nhìn vật ở điểm xa nhất, điểm cực viễn đó, thì tiêu cự thể thủy tinh là dài nhất. Khái niệm thứ hai, điểm cực cận, ngược lại là điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được. Gần hơn nữa thì ta nhìn không rõ. Như vậy muốn biết điểm cực cận của mắt mình ở đâu thì các em có thể làm một cái thí nghiệm đơn giản như thế này. Các em đặt sách giáo khoa, cầm sách giáo khoa lên, đặt cách mắt mình một khoảng chừng 20 cm, và các em quan sát một cái dòng chữ nào đó, và từ từ các em đưa cái trang sách này đến gần mắt của mình, từ từ thôi, và đến vị trí nào mà các em nhìn thấy dòng chữ này nó bắt đầu nhòe đi, không rõ nữa, thì ở vị trí đó chính là điểm cực cận của mắt mình. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận, ký hiệu là OCC. Và khi ta nhìn vật ở điểm cực cận thì mắt phải điều tiết mạnh nhất, thể thủy tinh phồng nhất và tiêu cự là ngắn nhất. Nếu ta nhìn vật ở điểm cực cận lâu thì các em sẽ mau mỏi mắt và làm cho cái thể thủy tinh này nó phải phồng nhất. Và đây chính là cái đặc điểm mà những em bị cái tật cận thị. Khi các em đọc sách để gần mắt, các em xem TV gần mắt thì lúc này cái thể thủy tinh này nó phải phồng nhất, mắt phải điều tiết tối đa, và đó là nguyên nhân mà dẫn đến cái tật cận thị. Thì sau cái bài này ta nói kỹ hơn về cái tật này, tật cận thị. Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt. Nghĩa là sao? Đó là nếu như ta muốn quan sát một vật thì cái vật này phải được đặt trong cái phạm vi từ điểm cực cận đến điểm cực viễn thì ta mới nhìn rõ được cái vật đó. Em quan sát cái hình, đây là điểm cực cận, điểm cực viễn. Như vậy khoảng cách CCCV gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt. Đó. Như vậy là muốn quan sát một vật, muốn nhìn rõ một vật thì vật phải được đặt trong cái phạm vi này từ CC đến CV. Và cái đoạn này thì bằng cái gì? Bằng OCV trừ cho OCC. Ví dụ một người có điểm cực cận cách mắt 10 cm, có điểm cực viễn cách mắt là 50 cm. Như vậy giới hạn nhìn rõ của người này là 40 cm. Đây là cái bảng thị lực. Thì những em nào mà có tật cận thị thì cái bảng này rất quen thuộc với mình. Thì những người mà mắt bình thường muốn kiểm tra thị lực thì ta có thể dùng cái bảng thị lực này. Bảng thị lực này được thu nhỏ bằng 19% kích thước thật. Nếu em muốn biết, muốn thử mắt thì em nhìn vào cái bảng thị lực này và đứng cách mắt 5 m. Và nếu như em đọc được cái dòng chữ thứ hai, dòng chữ này, đứng cách cái bảng này 5 m và đọc được đúng cái dòng chữ này thì mắt của em là 10/10. Đây là những cái nội dung chính trong cái bài này về cấu tạo của mắt, về vai trò của thể thủy tinh,
vai trò của mạng lưới, rồi quá trình mắt điều tiết, rồi những khái niệm điểm cực cận, điểm cực viễn. Tại sao phần thứ tư là vận dụng? Thì trong sách giáo khoa, em mở sách ra có câu C5. Một người đứng cách cột điện 20 mét, tức là vật cách mắt là 20 mét, cột điện cao 8 mét, tức là AB là chiều cao của vật là 8 mét. Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2 cm. Màng lưới là nơi mà ảnh hiện rõ nét ở đó. Như vậy là OA phẩy bằng 2 cm. Ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu cm? Thì đây là một cái bài toán tính về mắt. Thì khi mà các em dựng ảnh như cái hình này thì cách vẽ hình như sau. Thứ nhất là các em dựng một cái màn, cái này chính là màn hướng ảnh. Đối với mắt thì đây chính là cái màn lưới, ảnh nó sẽ hiện rõ trên cái màn hướng ảnh này. Đây là cái thể thủy tinh, thì ta vẽ như là một thấu kính hội tụ, rồi các em vẽ trục chính. Vật sáng AB thì ta muốn dựng ảnh thì các em không dùng tia song song cái trục chính trước, mà các em biểu diễn tia tới đi qua quan tâm để các em dựng được vị trí của ảnh A phẩy B phẩy. Đó. Thì ở bài này thì ta chỉ cần sử dụng cái tia này là được rồi, thì vì ta không cần phải tính tiêu cực của thể thủy tinh. Thì đưa về cái bài toán về tam giác đồng dạng ở bài thấu kính hội tụ. Cặp tam giác OAB, OA phẩy B phẩy đồng dạng. Từ đó ta suy ra được OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Như vậy ta muốn tìm cái độ cao của ảnh trên màn lưới, tức là ta tìm A phẩy B phẩy, thì ta suy ra được A phẩy B phẩy bằng OA phẩy nhân AB và tất cả chia cho OA. Và các em thay số vào thì các em tính được A phẩy B phẩy bằng 0,8 cm. Như vậy là ảnh trên màn lưới cao 0,8 cm. Ở câu C6, khi nhìn một điểm ở điểm cực viễn thì tiêu cự thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh dài nhất. Và khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh ngắn nhất. Ở phần trước thì đã nói rõ điều này rồi. Câu này là câu lý thuyết thôi nha. Thì có một cái bài tập trong sách bài tập về mắt, đó là bài 48.4, sách bài tập vật lý trang 98. Thì cái đề như thế này: khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2 cm, không thay đổi. Khi nhìn một vật ở rất xa thì mắt không phải điều tiết, và tiêu điểm của thể thủy tinh nằm đúng trên màng lưới. Hãy tính độ thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh khi chuyển từ trạng thái nhìn một vật ở rất xa sang trạng thái nhìn một vật cách mắt 50 cm. Thì đây là một cái bài tập nó liên quan đến cái sự điều tiết. Như hồi nãy, phần trước thầy đã nói, sự điều tiết là sự thay đổi tiêu cự thể thủy tinh. Như vậy, ý của cái bài này là người ta yêu cầu các em tính cái độ thay đổi tiêu cự khi nhìn vật ở rất xa và khi nhìn vật ở cách mắt 50 cm. Đây là phần gợi ý. Tính tiêu cự của thể thủy tinh trong hai trạng thái.
Đó là trạng thái nào? Là trạng thái nhìn vật ở rất xa và trạng thái nhìn vật ở cách mắt 50 cm. Điều kiện là người ta cho biết ảnh của vật luôn luôn hiện rõ trên mạng lưới. Để tính tiêu cự của thể tinh khi nhìn vật cách mắt 50 cm thì ta phải dựng ảnh và các em dùng tính chất hình học để ta tính tiêu cự. Thì cái phần này tương tự như là bài tập về thấu kính. Khi nhìn vật ở rất xa hoặc ở gần thì ảnh luôn hiện rõ trên màn lưới. Đó là cái đặc điểm đầu tiên các em cần phải nắm. Và khi nhìn vật ở rất xa thì xem như là cái chùm tia tới là chùm tia song song với trục chính, thì chùm tia ló nó sẽ hội tụ tại tiêu điểm. Có nghĩa là gì? Là khi nhìn vật ở rất xa thì có phải tiêu điểm của thể tinh nằm đúng trên mạng lưới, tức là OA' bằng OF' bằng 2 cm. Đó là trường hợp khi nhìn vật ở rất xa. Như vậy ta đã tính được, ta xác định được tiêu cự của thể thủy tinh khi nhìn vật ở xa là 2 cm. Bây giờ khi nhìn vật ở gần cách mắt là 50 mét, tức là 50 là 5000 cm, rồi cho biết OA' bằng 2 cm, ta tính OF'1. Đây là cái tiêu cự của thể thủy tinh khi nhìn vật ở cách mắt 50 mét. Người ta 50 mét đó là OA và OA' là 2 cm, thì các em cũng dựng ảnh của vật qua thể thủy tinh của mắt. Ví dụ vật AB cách mắt là 50 mét, tia thứ nhất tia tới quan tâm, tia ló chuyển hẳn. Tia thứ hai tia tới song song trục chính, tia ló sẽ đi qua ảnh. Như vậy ảnh trên mạng lưới sẽ là A'B'. Và cái điểm này chính là tiêu điểm F'1. Như vậy các em sẽ tính cái OF'1. Khi nhìn vật AB ở gần, ảnh hiện rõ trên mạng lưới. Lúc này mắt đã điều tiết và tiêu cự thay đổi. Bây giờ tiêu cự mới của mắt sẽ là OF'1. Còn lúc đầu khi nhìn vật ở xa thì tiêu cự của thể tinh là OF' bằng 2 cm. Thì các em cũng sử dụng tính chất hình học là xét tam giác đồng dạng. Cặp tam giác thứ nhất OAB đồng dạng tam giác OA'B'. Ta suy ra được tỷ số OA trên OA' bằng AB trên A'B'. Cặp tam giác thứ hai OIF'1 đồng dạng tam giác A'B'F'1. Ta cũng có tỷ số OI trên A'B' bằng OF'1 trên A'F'1. Rồi cho biết với OI bằng AB, như vậy từ 1 và 2, từ hai hệ thức này ta thấy là AB là OI, A'B' là A'B' bên đây, thì các em cho hai cái vế còn lại này bằng nhau. OA trên OA' bằng OF'1 chia cho OA' trừ OF'1. Và các em thay OA bằng 5000 cm và OA' bằng 2 cm vào hệ thức số 3, thì ta sẽ tính được OF'1 bằng 1,9992 cm. Đây là gần kết quả này gần bằng, ta làm tròn số. Như vậy khi nhìn vật ở gần thì tiêu cự của thể tinh bây giờ là OF'1, nó nhỏ hơn OF'. Như vậy từ đây ta sẽ tính được độ thay đổi tiêu cự, là các em lấy OF' trừ cho OF'1 thì sẽ ra kết quả là 0,0008 cm. Thì bài tập này ở trong sách bài tập, và các em thấy là cái bài tập về mắt thì cũng giống như bài tập về thấu kính hội tụ.
Thì tiết học vừa rồi cũng kết thúc và một số điều thì dặn dò mấy em xem lại video bài mắt, em nắm vững lại các kết luận của bài, làm bài tập trong sách bài tập 48.3, 48.4. Trên trang web thầy cũng đã cho một số bài tập về thấu kính, hội tụ thấu kính phân kỳ, thì các em lấy bài tập đó xuống và các em làm. Các em xem trước bài 49, bài 50, bài mắt cận, mắt lão và kính lúp. Và tiết sau thầy sẽ dạy theo cái chủ đề, tức là gộp hai bài này nha, thành một chủ đề. Cho nên là các em đọc trước hai bài này, mắt cận, mắt lão, kính lúp. Vừa rồi thì thầy cũng đã nhận một số bài tập qua mail của một số em, thì thầy cũng đã sửa, đã gợi ý. Thì các em khác cũng cố gắng các em làm thêm những bài tập mà thầy đã dặn, để mà sau này khi mà quay lại trường thì phần học của mấy em chủ yếu là cái phần ôn tập để các em kiểm tra học kỳ. Thầy chào các em.